quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, bước sang ngày thi đấu thứ 6, sức nóng của SEA Games 31 càng ngày càng thể hiện rõ khi tính đến hiện tại, Việt Nam đã dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương. Cùng với 4 huy chương vàng trước đó, thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 4 huy chương đồng vào qua mặt Malaysia với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng để lên ngôi nhất toàn đoàn. Cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương giữa Việt Nam với Malaysia hứa hẹn hấp dẫn bởi chiều nay đội bạn nhiều khả năng đoạt thêm 2 huy chương vàng môn nhảy cầu, còn Việt Nam chờ vàng từ môn cross. Đoàn Việt Nam còn có thêm một huy chương vàng bóng ném bãi biển nam sẽ trao thưởng sau lượt cuối chiều nay và sẽ được tính vào bảng tổng sắp huy chương. Để có cái nhìn bao quát hơn về kỳ SEA Games này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin toàn cảnh SEA Games 31 ngày 11 tháng 5 của chúng tôi ngay sau đây. Mới đây chia sẻ với Dân Việt, bà Trần Thị Vui, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam cho biết, đội tuyển đã có sự chuẩn bị cho SEA Games 31 từ 2 năm trở lại đây. Để lấy lại hy vọng vàng về cho cầu mây nữ Việt Nam, toàn đội đã tập luyện giáo diết lên tới 5-6 tiếng một ngày và nghỉ ngơi điều độ để tránh chấn thương. Trong tổng số 8 bộ huy chương của cầu mây tại SEA Games 31, ở nội dung thi đấu của nữ, chúng ta có cơ hội lên ngôi vô địch là lớn nhất. Cũng còn chỉ và còn vài ngày nữa là bắt đầu tuyển cầu mây nữ Việt Nam bắt đầu thi đấu, thì chị và vai trò huấn luyện viên cùng các vận động viên nữ Việt Nam thì đã chuẩn bị như thế nào cho cái SEA Games 31 hôm nay? Đến thời điểm này thì đội đã tương đối ổn định về tinh thần cũng như là chuyên môn. Các bạn cũng được tập trung từ đầu năm về là các bạn có chuẩn bị rất là tốt cho cái SEA Games này thi đấu tại đây. Thế thì được biết là hội viên nữ Việt Nam thì cũng đã lâu lắm rồi chưa có cái chương vàng, thì cái quyết tâm thể hiện như thế nào và cái mục tiêu như thế nào của đội tuyển nữ năm nay? Từ SEA Games 2003, Việt Nam giành được một huy chương vàng tại sân nhà, cũng là cái sân hai bờ chương này, và sau đó là 2006 hai huy chương vàng ASEAN. Từ đến nay thì cầu mây của Việt Nam cũng chưa đạt được cái thành tích lại như vậy, thì với là ban huấn luyện cùng các vận động viên cũng rất chắc chắn là giành được một huy chương vàng tại sân nhà, mục tiêu của đội thế thì theo cái đánh giá của chị năm nay thì đội tuyển nào vẫn là đội tuyển có sức mạnh nhất, tức là họ sẽ là đối thủ ngang tầm chính của đội tuyển Việt Nam thì vẫn là đội tuyển Thái Lan, và ngoài ra còn Myanmar cũng là một quốc gia có thành tích về cầu mây cũng rất là thành nhiều, tất cả các liên minh như Nam Á hoặc ASEAN đều có huy chương vàng, vậy là đấy là những số của Việt Nam trong bộ môn cầu mây. Từ sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là cơ sở vật chất mọi thứ thì đều có đáp ứng được cái yêu cầu như là sự quan tâm của tổng cục thể dục thể thao thì bộ môn cầu mây thì thực tế thì bé từ 2006 sau cái hai huy chương vàng tại ASEAN thứ hai thì cũng chưa giành được cái vị trí như mình trước đây, vì vậy là còn cái việc mà bằng trước đây thì đấy là cũng là một cái mặt cũng lâu rồi thì
Tổng cục thể thao vẫn dành cái quan tâm đến cái tình huống của mình ở Việt Nam, vẫn hy vọng sẽ tỉnh lại được những thành tích trước đây. Trước sức nóng của SEA Games 31, ông Lê Viết Kỳ, 97 tuổi, ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, kỳ vọng các vận động viên Việt Nam tham dự SEA Games 31 đạt được kết quả cao, đem lại vinh quang cho đất nước. Riêng ngày 18 tháng 5 đến 20 tháng 5, môn Karate SEA Games 31 tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, ông cho biết sẽ đến sân theo dõi, cổ vũ cho các vận động viên. Đây là con đường về nhà em Lê Hồng Phúc, vận động viên môn Karate. Tôi Lê Viết Kỳ, ở thôn Tuần Cáo này. Vâng ạ. Vâng. Đây là chuẩn bị cho Sire vấn đề năm 2022. Vâng ạ. Với đây, toàn dân là nhưng mà là tất cả mọi người là đều tham gia phấn khởi, khi chia đây là trong với đất nước và nói chung là thế giới là đều ủng hộ. Vâng. Nhiều tuổi chưa ạ? Tôi hôm nay tôi 97 tuổi rồi. Ông là 97 tuổi ạ? Vâng. Dạ. Đây, còn chia đây 22 thì nói chung là mong muốn của tôi là bật được tuổi cao rồi, thì muốn là đất nước ta phồn thịnh và bên đây tất cả mọi người đều tham gia những cái buổi thể dục thể thao. À, xin cho nhân dân mình được tốt đẹp. Qua bên đây cái tình hình dịch ấy là nói chung là hiện nay là nói rồi thì ổn rồi, thì dân ta đây là tập trung làm ăn kinh tế và tất cả mọi người đều vui vẻ phấn khởi trong địa phương, phải kể cả bên trong đất nước. Đất nước ta thì cũng đang đặt thế giới, tất cả mọi người đều vui muốn và yêu thích và người đều phấn khởi. Dạ. Xuyên xem các đợt SEA Games tổ chức không? À. Ông thích nhất là môn thể thao nào? À, tôi nói chung là thể thao thì nói chung là mình thì không phải là chuyên nghiệp lắm, nhưng mà nói chung là những cái gì mà con gái cháu chắc là trong cái tổ chức của quốc tế thì tôi đều tham gia tất cả mọi cái. Dạ. Nhất là bên này cái bóng đá nữ của nữ để làm sao nâng cao lên tất cả cho chị em ấy là đồng hàng với thế giới và với con người. Dạ. Vì lắm nên nói chung là có con có cháu và nói chung tất cả mọi người đều tham gia. Còn tôi chỉ ra tham quan và ra xem với tất cả cái hoạt động của tổ quốc, hoạt động của anh em trong với khối CDU nữa. Dạ vâng ạ. Đều vui vẻ. Dạ. Nói chung là nếu cháu có tham gia được cái gì là con là cháu xin chúc cháu là cố gắng cháu khỏe để cháu tham gia với nhà nước, tham gia tổ quốc, tham gia với hội là được mọi sự tốt lành, mang về nếu được đạt được những cái tiêu chuẩn của CD mừng con và cái cháu cố gắng là đạt, ông sẽ cố gắng là đồng viên cháu. Dạ. À, cái mong muốn thì nói chung là mong muốn là tất cả mọi cái là đều vấn đề thành đạt và nên là thành cái khối là của ASEAN nên là nó sẽ được mình muốn đoàn kết để hòa bình để cho dân chúng được no ấm. Dạ. Đấy là mong muốn của tôi. Dạ. Trong đất nước của ta. Dạ. Sau kinh tế giàu có. Vâng. Tôi sẽ tham gia. Dạ. Tham gia mới đi cùng vận động viên được tất cả mọi người tuổi cao sức yếu chứ còn với cháu. Dạ. Thì tất cả những khách gần xa hay là gần. Dạ. Đây là nguyện vọng của tôi. Vâng. Vừa qua, hai vận động viên là Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú
đã mang về tấm huy chương đồng cho nước chủ nhà Việt Nam ở nội dung đôi nam cầu cứng 10m diễn ra tại cung thể thao dưới nước Mỹ Đình Hà Nội vào chiều nay mùng 10 tháng 5. Chúc màn thi đấu xuất sắc của các cháu trai mình, bà nội của vận động viên Đặng Hoàng Tú vô cùng vui sướng chia sẻ với phóng viên của báo Dân Việt. Bà có muốn gửi lời chúc gì đến cháu mình không ạ? Bà có muốn gửi lời chúc gì đến cháu mình không ạ? Có quá chứ. Bà hy vọng điều gì ạ? Hy vọng cháu cứ một điều vậy nhất là cái đà này hai mái mãi được. Vâng ạ. Ngày này nó lớn lên là nhất được chuyển đi vào miền gì được là tốt. Tú là năm nay bao tuổi rồi bà? Năm nay 14. À, 14 tuổi. Cô ngày hôm nay cô có cảm xúc như nào trong khi thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị ấn like và theo dõi để cập nhật thông tin mới nhất về SEA Games 31 từ kênh YouTube của báo Dân Việt. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.